các bác đang theo dõi video của Cửa Hàng Kiên đồ cũ, và trong video ngày hôm nay thì Cửa Hàng Kiên sẽ giới thiệu đến các bác các mẫu đồng hồ xưa của Thụy Sĩ và Nhật. Đấy, chủ yếu là các mẫu của Thụy Sĩ và Nhật. Thì hôm nay các bác ở theo dõi video thì sẽ có giá rất là tốt để các bác có thể sở hữu, bởi vì là hôm nay thì video này cũng là dịp rất là gần Tết rồi, thì sẽ có giá rất là tốt để các bác có thể sở hữu sưu tầm trong cái dịp Tết này các bác nhé. Mời các bác theo dõi video ạ. Đầu tiên là một chiếc Elgin của Đức. Chiếc này thì chạy máy cơ cót của Đức luôn này. Chiếc này nó tóc 6 giờ, ok là Japanese này. Em này thì lớp vàng bên ngoài như các bác có thể thấy ở đây là cái màu sắc màu của cái lớp mạ, cái lớp bọc vàng nó rất là đẹp. Đó, nó gần như là trong tình trạng còn nguyên vẹn, không có vết xây xước hay là những cái vết bong chóc gì lớn cả. Đây, các bác nhìn gần. Đó, em này đặc biệt có lịch luôn nhá, kim cọc mạ vàng này. Cái những cái vết này các bác thấy ở đây á là cái ánh đèn nó chiếu xuống phần mặt kính mica này thì nó hơi có vết xước một chút, chứ còn thực chất là cái phần mặt bên trong nó còn rất là đẹp, chỉ có lên dầu nhẹ tới góc này thôi, lên dầu rất là nhẹ thôi, để ý kỹ thì mới thấy mặt còn khá là đẹp. Kim cọc mạ vàng có ô cửa lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Đây này, đằng sau có ghi thông tin này. Bọc vàng nhá, bọc vàng 10 micron và 18K. Đó. Và ở đây nó có cái dòng chữ là test, tức là đã được kiểm định, đã được kiểm định cái chiếc đồng hồ này này. Đó. Thì cái này nó rất là hay là như vậy. Nhìn cái chiếc đồng hồ nó rất là chắc chắn các bác ạ. Đó, rất là chắc chắn. Cái kính mica này thì sẽ mất những cái vết xước và đi được rất là dễ thôi, chỉ cần đánh bóng lại một chút là nó sẽ ổn. Rồi, lớp vàng bọc 10 micron và 18K nên là cái chất vàng nó còn rất là đẹp, dày dặn theo thời gian. Bây giờ em sẽ mở cái phần đáy nhá. Mở phần đáy thì các bác cùng xem được cái phần máy bên trong của em nó như thế nào. Đây là phần máy bên trong của em Elgin này. Elgin 870, 17 chân kính, một mẫu đồng hồ của Đức. Chiếc này đã lau dầu rồi, về các bác chỉ việc đeo thôi. Giá rất là tốt để các bác có thể sở hữu là 2.100.000 đồng. 2.100.000 đồng. Rồi đây các bác này, cái này là các bác cổ tay dưới 17 là các bác đeo chiếc này đẹp các bác nhé. Size 34 luôn, size 34 cho em Elgin này. Mã của em nó là E100, thì các bác chốt đơn thì chốt mã E100. Cái phần dây này của nó cũng rất là đẹp này, dây rất đẹp, sò mềm lắm. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục chiếc này đi. Một chiếc Pronto mã PR08. Chiếc này thì giá 950, hôm nay thì sale với các bác là giá 800. 800 này. Pronto em này là một cái đồng hồ xưa cổ của Thụy Sĩ. Cái thương hiệu Pronto này nó ra đời từ rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Switchback này, cái này thì trên mặt của nó đã có rất rõ những cái vết thời gian là cạnh cái chỉ số này. Thì vỏ ngoài là vỏ nốc, cái này thì mình có thể đánh bóng đi thì phần vỏ nó sẽ đẹp lại được, chất nốc cũng rất đẹp. Phần mặt đằng sau đây, 17 chân kính này, switchback này, khắc chìm ở trên cái phần nắp sau này. Nhưng mà chỉ với 800.000 đồng thôi là các bác đã có thể sưu tầm được cho mình một cái em đồng hồ cổ của Thụy Sĩ rồi. Có rất là nhiều các bác lại yêu thích những cái mẫu đồng hồ cổ của Thụy Sĩ như thế này. Đây cái phần nắp sau của đồng hồ đây, cái này nó có một cái nắp lắp đậy ở phần máy này, nó rất là chắc chắn. Đây là phần máy bên trong. Đây, 17 chân kính này. Đó, đời máy ETA 2750 này. Switch này,
khắp rất là nhỏ ở đây. Máy rất là sáng và đẹp. Đây nắp sau của nó cũng có cái khắc cái chìm thương hiệu luôn này, các bác thấy chưa ạ? Đó, rất là cẩn thận, làm rất là cẩn thận luôn. Và chiếc này thì các bác chỉ với 800 nghìn thôi là các bác đã có thể sở hữu được em này rồi. Này siêu giá rất là tốt cho các bác nhé. Rồi cái này em đã kiểm tra xem mặt trên, rồi em cứ đo lại đi. Cái này là size 34, kính Mica PR08, giá sale 800.000 các bác nha. Rồi tiếp một cái chiếc nữa là đây là cái chiếc P61 Poveda, một chiếc đồng hồ của Liên Xô. Chiếc này thì nó có nguyên một cái lá cờ của Liên Xô ở trên cái phần mặt của đồng hồ, nhìn rất là sáng. Bốn cái góc thì được thiết kế theo cái kiểu cong và như thế này, nhìn cổ điển, nhìn cái kiểu dáng cổ điển ấy. Vỏ ngoài của nó được bọc nốc, bọc nốc đấy, nguyên zin nguyên bản, máy cơ cốt. Cái này thì nó cái phần kim dây này như các bác có thể thấy ở đây là nó bị khuyết kim dây, tuy nhiên là đồng hồ hoạt động cũng rất là tốt, chuẩn xác. Cái chiếc này 800 này em sale cho các bác 700 nhé, P61 này 700.000 chiếc này. Tiếp tục với một em Seiko 5. Em này thì máy cơ tự động, lắc lên này em chạy. Đó, Seiko 5 đây, em này thì có đính đá ở tại vị trí 6, 9, 12, bốn viên đá. Kim cọc thì đồng điệu là màu màu bạc, vỏ ngoài bọc nốt rất là sáng, mặt đen. Chiếc này lịch xoay rồi, lịch xoay máy cơ tự động, mã S105. Rồi bây giờ thì em sẽ mở cái đáy này ra để các bác sẽ cùng xem cái chiếc ở cái máy bên trong của cái chiếc S105 này như nào nhé. Seiko này, Japan này, 6309 này, máy cơ cốt cổ. Chiếc này thì hoạt động rất là ổn định. Chỉ có duy nhất là cái điểm trừ là cái vị trí này này nó hơi có vết thôi. Còn lại phần máy bên trong các bác có thấy ở đây này. Máy Seiko nguyên bản chính hãng. Và chiếc này thì cũng đang được sale 1 triệu em sale cho các bác 900.000, mã S105 ạ, 900.000. Một em Sandos, một em Sandos, em này là mẫu được các bác gọi sưu tầm ấy, các bác rất là yêu thích. Và cửa hàng Kiên thì cũng đã có về được mấy chiếc này thì đều đã được các bác sưu tầm rồi. Hôm nay em có đây một chiếc, đây một chiếc Sandos của Swissmax nha. Chiếc này là Sandos Swissmax nha. Cái thương hiệu này nó là một cái thương hiệu nó rất là cổ xưa, đồng hồ Thụy Sĩ ra đời từ năm 1800 bao nhiêu em không nhớ nữa, nhưng nó rất là lâu năm rồi, cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm. Đó, thì cái mẫu này nó thiết kế nó rất đặc trưng với cái phần chỉ số không giống ai, chỉ số của nó rộng khối này, nó không giống ai luôn. Mặt thì nó có hơi có vết ở cái vị trí này một tí, chiếc này thì mặt hơi có vết một tí cái vị trí góc trên này, này. Đó, em xoay nhìn các bác thấy này, nó hơi có vết thời gian. Kính Mica vỏ ngoài là vỏ nốc, phần đáy của em nó đây các logo thương hiệu Sandos, nhìn rất là kỳ công. Và em này phần máy nó rất là đẹp, máy nó rất là đẹp luôn. Đây em sẽ mở máy để các bác cùng xem phần máy bên trong nhé. Đây cái máy của em Sandos này, máy cơ cốt có khắc thương hiệu Sandos 17 chân kính. Và cái máy này ấy thì nó bọc vàng rất đẹp, máy cũ bọc vàng. Em này thì đang có giá là 950 thì cửa hàng Kiên sale chiếc này là 900. Đó, với 900 thôi là các bác đó còn có thể sở hữu được cái chiếc đồng hồ cơ cốt cổ của Thụy Sĩ, máy cơ tự động, à xin lỗi, máy cơ cốt bọc vàng 17 chân kính rồi, giá rất là tốt rồi các bác nhé. Một em này, đây là mẫu Seiko, tiếp theo là một mẫu Seiko, em này là Seiko cơ cốt. Đó, chiếc này thì kính Mica, cái size của em này thì cũng khá là lớn, các bác sẽ rất là dễ đeo này, size 37,6 này. Thì những chiếc đồng hồ cơ cốt cổ của Seiko mà cái size này thì cũng rất là ít thôi. Và đồng thời thì các bác cổ tay to các bác đeo chiếc này thoải mái. Đây là một chiếc Seiko cơ cốt cổ
17 chân kính, kính mica, kim cọc dạng chỉ số. Đó, chiếc này thì nguyên zin nguyên bản luôn. Hôm trước thì em lau dầu xong thì em cũng đã test chiếc này đây. Test này nó hoạt động rất là ổn này. Em gắn cái này rồi. Bóc ra. Vỏ luôn máy, à vỏ luôn máy là nguyên zin luôn. Máy cơ cót nha, để các bác xem lại phần đáy trước khi em mở cái nắp này ra nha. Rồi đây là phần tiếp tục, có một chiếc xe cô nữa này. Em xe cô này thì rất là xưa cổ rồi, có lúc máy nguyên zin, kính cứng. Dây của em ở đây, em này là cũng là dây đẹp luôn này. À lịch bấm, em này lịch bấm luôn. Mặt đen. Em này là S92 giá 800, hôm nay sale với các bác 700. 700 cho em này. Đây em này thì mở máy là nó hơi có vết ở cái phần quả đào các bác nhé, còn lại các vị trí khác thì nó rất là đẹp, đồng hồ nó không có vấn đề gì cả. 700.000 cho em này. Tiếp tục là một mẫu Seiko. Một mẫu Seiko mà mặt vuông chém cạnh được các bác rất là yêu thích. Rồi em này thì máy cơ cót. Em này là mã S110 giá 1.200.000, hôm nay sale đến các bác là giá 1.000.000 các bác nhé. Cái này thì size mặt lớn thì các bác rất là dễ để các bác đeo này. Đó, máy của em luôn đây. Máy đây. Máy đẹp chưa? Rồi đây là chiếc này sẽ đeo lên tay đây. Mặt đen, viền vàng rất nổi bật. Giá 1.000.000 rất là hợp lý để các bác sở hữu này. Size ngang 33 này, size dọc là 38 này. Dây này, dây đẹp, dây khóa, dây cô. Rồi S110 1.200.000, xem 1.000.000 các bác nha. Đây bây giờ em sẽ mở cái đáy của nó ra. Đây là cái phần máy này. Máy có khắc thương hiệu luôn và máy rất là sáng. Switch rất là sáng ở chân kính. Rồi chiếc này hôm nay cũng sale lên bác luôn, D78 sale 900.000 các bác nhá. Rồi hôm nay có rất là nhiều mẫu đồng hồ được có giá rất là tốt để các bác sở hữu này. Rồi các bác yêu thích mẫu nào thì đừng quên chốt đơn cho đoàn viên số 0936050424 và ấn nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng của chuông bên cạnh để các bác sẽ theo dõi các video tiếp theo mà đoàn viên lên sóng. Và hãy tìm trên xe đạp để tìm cho mình những mẫu xe phù hợp ạ. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.